Nghe nói là sắp thi rồi đúng không? Điểm là sao rồi, đem đây cho mẹ coi coi. À còn nữa, chị về đâu rồi? Đi học hai đứa sao? Đứa về trước vậy sao vậy? Chị đi đằng sau mẹ. Trời, làm gì mà có điểm? Chưa thi mà làm gì có điểm mẹ? Thiệt không đó mày? Mày xạo xạo mà coi chừng tao nha. Lát hỏi chị, bây giờ tao hỏi chị mày nè. Không mẹ, em mới học về. Ủa mà con mới nghe mẹ với Út nói là điểm thi vậy. Đúng rồi mẹ, có điểm thi rồi đó, trong cặp đó đó, mẹ bắt nó lấy ra đi. Mày ngon ha, mày dám nói xạo tao, đâu mày lục ra tao coi coi. Nè mẹ, sử 5, toán 6, hóa 5, tổng trung bình. Trời đất ơi, học với hành gì mà có trung bình vậy hả? Hey, trả bù cho con chị mày đâu bé mận ô lộn đâu đâu đủ số điểm của con đâu, đây cho mẹ coi. Mày coi chị mày đi học hành với chị mày á, không coi đi. Một hai một không, mày học hành kiểu gì vậy con hai? Dạ, con không biết gì hết thôi, con có hẹn ôn bài với bạn rồi thôi, con đi trước nha, bye bạn. Trời đất ơi, con với cái mà.